năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật. Mà như thế có được hay không? Ai là Phật? Cái lợi trước mắt đó, của cái thấy vừa nêu đó, nó làm cho mình phấn chấn và giúp cho những người không có niềm tin về kiếp sau có thể tin rằng chết không phải là hết. Cái hại của cái tưởng đó đó, nó sẽ làm cho mình đó, nếu lạm dụng đó, sẽ dễ bị tâm thần. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, Đức Phật liệt ra có 50 loại phiền não được gọi là ngũ ấm ma. Ngũ ấm là một thuật ngữ để chỉ cho năm tổ hợp thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức mà chữ Hán gọi là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì mỗi một cái loại như vậy đó nó gồm có 10 loại phiền não và tổng cộng là gồm có 50 phiền não liên hệ đến thân thể và tâm này. Thì trường hợp mà của chú vừa nêu đó thuộc về là tưởng ấm ma, tức là những cái phiền não do chúng ta tưởng tượng mà ra. Để xác định đó, cái điều mà chú cảm nhận là có đúng hay không đó, thì chúng ta cần phải làm một cái thí nghiệm rất đơn giản thôi. Tức là chú mời mọi người đang có mặt ngay thời điểm đó đó, là ngay cái vị trí mà chú nhìn thấy là Phật đang so đầu, Phật đang tiếp dẫn đó, hỏi mọi người có nhìn thấy không. Nếu mọi người trả lời là không nhìn thấy thì cái đó, cái thấy đó chỉ tồn tại trong đầu của bản thân chú thôi, thì cái đó được gọi là tưởng. Tương tự đó, nếu chúng ta dùng một cái máy camera chất lượng cao của kênh truyền hình, chẳng hạn như trên An Viên là kỹ thuật số đó, nó là cao nhất hiện nay, quay vào cái cảnh mà mình đang thấy Phật Bồ Tát thọ ký mình, quán đẳng mình, hứa hẹn với mình hay là tiếp dẫn mình đó, mà không thấy cái hình gì hết đó, thì mình biết rằng là đây chỉ là cái tưởng tồn tại trong đầu của mình thôi. Chứ nếu mà nó có hiện thực đó, thì phải ghi nhận được, chụp ảnh được, quay phim được, và người khác cũng có thể cảm nhận được. Tương tự, khi mình thấy rằng là có hương linh đang nói chuyện với mình cảm nhận được họ và hỏi mọi người xung quanh, điều đó là không có. Dùng máy camera chất lượng kỹ thuật số cao quay mà không thấy, dùng máy chụp hình cơ với cái độ ISO rất là cao chụp mà không ra cái gì hết, thì chúng ta biết rằng là nó không tồn tại trong thế giới hiện thực, và đó là một vấn nạn. Hiện tượng chú vừa nêu đó được y khoa gọi là rối loạn đa nhân cách. Thì có thể cái rối loạn nó có hai chiều hướng: rối loạn tích cực và rối loạn tiêu cực. Rối loạn tích cực là trong một cái không gian đó với một cái thời gian đó, hoặc là tình cờ còn được yêu cầu, người bị rối loạn sẽ cảm nhận bằng một cái động tác run run như thế này hay một cái gì đó tương tự, và người đó sẽ kể lại ở chỗ này cách đây 7 năm vào ngày mấy tháng mấy có sự kiện gì diễn ra, hoặc là có một người nào đó chết diễn ra. Nhưng mà nếu như những người nghe biết mà hỏi tiếp tục sau đó là cái gì, thì người đó là hoàn toàn bí luồng. Tại vì cái luồng tiếp nhận của tâm trong lúc này đó, nó là một cái giao cảm thôi, cho nên không thấy được hết toàn một cái câu chuyện, chỉ thấy giống như một thước phim nho nhỏ trong một cái chuỗi phim đã từng diễn ra ra. Và điều đó đã làm cho rất nhiều nhà ngoại cảm nghĩ rằng là mình đạt được năng lực đặc biệt. Nhưng thực ra về phương diện khoa, đó là một sự rối loạn tích cực ở tâm. Còn rối loạn tiêu cực đó, nó dẫn đến cái tình trạng quan tưởng. Quan tưởng là tưởng là những thứ có thật. Ví dụ như ai đó, tôi theo Tịnh Độ Tông,
mà lúc nào bên lỗ tai cũng nghe văng vẳng cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật ngày và đêm 24/24. Nhiều người mừng hết lớn luôn. Thực đó là rối loạn quan tưởng, thính giác, cần phải điều trị y khoa. Hoặc người nào đó nhìn thấy cái cảnh thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà trước mắt mình, lúc nào cũng nhìn thấy á, đó là quan tưởng thị giác, tức là rối loạn con mắt. Và quan tưởng đó cần phải điều trị, mà không rất nguy hại. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn nghe một số bệnh nhân bị xe lửa cán chết, bị xe buýt tông chết, vân vân. Thì các nghiên cứu y khoa cho thấy là gì? Họ là những người như thế này nè. Họ đang đi trên đường rầy, bỗng dưng họ dừng lại, vì trong tâm của họ nó đang nhìn thấy một cái cảnh giới rất là đẹp. Chẳng hạn như nếu đương sự đó thương bà ngoại của mình rất là lớn, và đương sự đó sẽ tưởng rằng là bà ngoại đang quát tay kêu là hãy đứng đó chờ bà đi, đừng đi tới nữa, bà sẽ tới rước con đó. Thì người này vẫn ngỡ ngơ, vừa mừng vừa ngạc nhiên vừa chờ đợi, thì xe lửa chạy qua và người đó sẽ trở thành là gì? Đóng xương vụn thôi. Là Phật tử, chúng ta cần phải thấy là các loại tưởng là một phiền não và cần vượt qua. Các Đức Phật, các vị Bồ Tát là không xuống cuộc đời này dưới hình thức là một bóng mây, dưới hình thức là một ánh đèn, dưới hình thức là một cái gì đó mà chúng ta thường gọi là màu nhiệm. 3 năm qua khi Việt Nam mình đón nhận tượng Phật Ngọc màu xanh của hai vợ chồng ông Glenn ở Úc triển lãm tại các chùa, thì người ta đồn đãi mê tín rằng đó là qua mạng Đà La, qua mạng Tù Sa đó là rơi rất nhiều để chứng minh, rồi các cái hào quang của Phật Bồ Tát xuống chứng giám. Nếu hỏi thì người ta sẽ đưa chúng ta bằng chứng là gì? Trong cái máy kỹ thuật số của tôi có những cái vòng tròn rất là sáng láng như thế này, đó là qua mạng Đà La. Nếu chúng ta hỏi cũng cùng hiện tượng đó với các nhà nghiên cứu ngoại cảm như là Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con Người tại Hà Nội này đó, thì các ông ấy, các bạn ấy sẽ trả lời là gì? Đây là các hương linh bị chụp chính ở trong máy chụp hình. Cả hai đều là sai hết. Thực ra các cái vòng màu sáng đó chỉ là cái lỗi quang học của thấu kính kỹ thuật số. Chúng tôi đã nghiên cứu cái này khá kỹ. Nó có 3 điều kiện không gian dẫn đến hiện tượng đó. Thứ nhất là trong một cái phòng tối, bên ngoài đang trời mưa, hơi nước mưa đó đang thoang thoảng vào bên trong cái phòng này. Nếu chúng ta chụp bằng kỹ thuật số có đèn thì 10 tấm hết 9 tấm có hiện tượng này. Tương tự trong điều kiện trời tối ở ngoài trời có hơi sương, thì ta dùng kỹ thuật số có đèn chụp lên thì 10 tấm có hết 7 tấm tấm có hiện tượng này. Thứ ba, ở trong ban ngày, ở cái phòng đó cũng tối mù do ánh mặt trời không có, cũng có sương hơi hơi, chụp lên thì 10 tấm có 2-3 tấm có hiện tượng này. Cũng ở 3 vị trí đó, trong không gian đó, điều kiện khí hậu đó, nếu chúng ta dùng cái máy quay phim kỹ thuật số và chúng ta dùng cái máy chụp hình cơ, chúng ta sẽ không thấy. Đang khi cái điểm mắt, tức là điểm sáng của con người, con mắt con người đó, là nó có thể nhìn thấy được các cái điểm sáng của màu sắc và hình thái đó cao gấp mấy trăm lần so với cái máy video. Máy video thì cao mấy trăm lần so với cái máy cơ. Máy cơ thì cao nhiều lần so với máy kỹ thuật số. Thì những cái máy đó hoàn toàn không thấy, tại vì nó có đâu thấy. Nếu có thật đó thì cái máy kỹ thuật cao phải thấy rõ hơn là những cái máy kỹ thuật kém như là kỹ thuật số. Do đó tu theo Đức Phật đó, thì Ngài dạy là không có ký ức về quá khứ, vì ký ức quá khứ chúng ta sẽ không nắm nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa. Chúng ta cũng không có rong ruổi tương lai vì tương lai chưa đến. Hãy làm chủ hiện tại, hãy đầu tư nhân hóa hiện tại, hãy làm có phương pháp đúng ngay hiện tại này, thì chúng ta sẽ nắm được cái kết quả trong tầm tay thôi. Cho nên nói tóm lại là hiện tượng đó được gọi trong kinh Thủ Lăng Nghiêm là hiện tượng tưởng. Và nếu nặng á, thì nói theo y khoa được gọi là hoang tưởng, và không nên lạm dụng nó, vì lạm dụng nó sẽ có thể rắc rối về sau này. Hôm nay thì cũng
có duyên là con lần đầu tiên con được đến nghe thuyết giảng và cũng là lần đầu tiên có đến cửa chùa. Thì trước đây con đi chùa thì con không hề biết nghệ thuật, nhưng mà từ khi con về cha mẹ con ốm và từ cái tâm con cũng hướng về Phật, thì hôm nay con đến con cũng được nghe thầy giảng và cũng muốn hỏi về và cho mời với thầy là con là người thứ hai nhưng 2 năm nay và từ khi cha mẹ con ốm thì tự dưng trong người con có một cái con không hiểu tại sao mà mọi người đến với con có thể chữa bệnh được cho mọi người, ví dụ như là đau lưng chân hoặc là ngứa đau mắt, nhưng con thường nghĩ rằng con không phải là bác sĩ mà cũng không phải là gì cả, nhưng mọi người đến với con thì con chữa được. Thế con cũng không hiểu biết là con có nên làm hay không ạ, và đấy là sự thật. Và những người đến với con là họ giảm đau và mắt hơi mờ thì họ thì sáng. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Mấy con là thứ hai của con là cách đây 4 năm con có đi vào để bốc mộ liệt sĩ, thế nhưng không hiểu mà do con niệm Phật hay là con cầu xin điều gì mà con đi rất là thuận lợi. Lần đầu tiên con đi vào Sài Gòn, con không biết Sài Gòn đối với con rất xa lạ, nhưng con không hiểu sao mà con đi đến đâu con cảm tưởng như mình đã từng qua đấy, kể cả taxi mà đi sai đường con cũng chỉ đứng được. Và cái hôm đấy là ngày kỷ niệm của liệt sĩ, đáng ra là không được bốc mộ, nhưng con đã vào đến nơi và cũng được bốc rất là trôi chảy. 9 giờ hôm nay là ở Hà Nội thì 9 giờ sáng mai con đã ở Hà Nội rồi, đáng ra là con không được bốc đi, nhưng con vẫn không hiểu tại sao mà con lại làm được trôi chảy như vậy. Thì cũng xin thầy cho con được biết ạ. Nếu các dữ liệu được mô tả là sự thật thì cô có được một cái năng lực siêu giác quan. Nó là một phần nhỏ của thiên nhãn thông hay là thiên nhãn minh ở trong Đạo Phật, tức là một trong 6 loại thần thông. Thiên nhãn thông đó được định nghĩa trong kinh Phật đó là một năng lực siêu giác quan giúp cho chúng ta có thể biết được những chuyện sẽ xảy ra và biết được những chuyện đang xảy ra. Một người lần đầu tiên đi vào một thành phố lạ, như cô vừa nêu là sống ở Hà Nội đi vào Sài Gòn lần đầu mà có thể chỉ được đường cho taxi khỏi làng, thì để cho thấy rằng là nếu đó là sự thật nha, thì ở một kiếp trước nào đó cô là người Sài Gòn. Các cái dữ liệu cuộc sống của Sài Gòn mình nắm rất là rõ. Và sau khi chết, chứ có thể trước khi chết đó, thì lúc đó mình chán Sài Gòn quá, ghét Sài Gòn quá, nó là tôi nguyện là không có sinh ở Sài Gòn này nữa, cho nên sinh ra Hà Nội. Cho nên do đó khi có nghiệp trở lại Sài Gòn á, mặc dù là lần đầu ở trong kiếp này, nhưng mà là có thể là lần mấy chục, lần mấy trăm so với những cái kiếp trước, thì lúc đó các cái dữ liệu về Sài Gòn nó vẫn còn ý nguyên, nó không mất đi, nó làm cho mình có thể cảm nhận được và chỉ được. Theo Đức Phật đó, thì các hạt giống bao gồm hạt giống tri thức, hạt giống hành vi, thói quen không mất đi qua các kiếp sống. Bộ não của con người nặng khoảng trung bình từ 5 cho đến 7 kg, nó chứa đến mấy chục triệu tế bào. Mỗi một cái tế bào đó nó là một cái cửa sổ để chứa các cái dữ liệu nghiệp chung, nghiệp riêng của chúng ta trong nhiều kiếp trước. Và các khoa học gia hàng đầu của thế giới đó mới sử dụng được khoảng 1/1000 các cái kho cửa sổ tri thức đó thôi. Còn chúng ta chỉ sử dụng được 0% thôi, tức là không đáng kể. Ở trên não nó có cái lớp thùy mã bọc cái vỏ não, và khi mà mình tình cờ hoặc là do tu tập hoặc là do một cái sự cố xảy ra, nó làm vỡ cái lớp thùy mã này, thì tự động á, các cái dữ liệu tri thức thông qua các cái cửa sổ tri thức chúng ta đó, nó sẽ hiển ra và làm cho mình có thể nhìn thấy được, biết được những chuyện mà trước đây mà chưa từng
đặt chân đến, chưa từng có mặt. Đó là năng lực siêu giác quan. Năng lực siêu giác quan này đó không nhất thiết phải tu tập cũng có thể có, và nó không có một cách là lâu dài, không có một cách thường xuyên. Trong kinh đó, Đức Phật có nói một dữ liệu này chúng ta cần lưu ý. Ai tuyên bố rằng ngày cũng như đêm, thức cũng như ngủ, tôi có được trí tuệ, thấy rõ hết mọi thứ, là một tuyên bố rỗng không có sự thật. Đức Phật được gọi là bậc đạt được nhất thức trí, tức là trí tuệ thấy biết được mọi thứ. Nhưng mà Ngài vẫn khẳng định rằng là khi nào cần biết về dữ liệu quá khứ thì Ngài phải nhập vào thiền để có được cái túc mệnh thông, túc mệnh minh, để biết được cái kiếp trước của mình là cái gì. Và Ngài mới sử dụng nói một dữ liệu đạo đức để răn dạy các đệ tử của Ngài. Khi muốn biết cái điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai thì Ngài phải thiền định để trải nghiệm cái đó. Chúng tôi tạm gọi như là mở cái cửa sổ tri thức và khóa cái cửa sổ tri thức đó lại. Lúc nào cần thì mở ra, lúc nào không cần thì khóa lại. Ngài làm chủ được cái động tác mở và khóa. Còn một số nhà ngoại cảm do sự cố, là do tai nạn hay là do tình cờ mà phát có được năng lực đó đó, thì hầu như là họ không mở và khóa được. Là lúc nó xuất hiện liên tục, nó làm cho họ sợ, như thể là họ đang sống giữa hai thế giới, chỉ thế giới của con người và cái thế giới của cái gì đó, không phải con người. Tuy nhiên, theo đạo Phật đó, thì các năng lực siêu giác quan này đó, nó giống như một cái quặng mỏ, khai thác đến lúc nào nó sẽ hết. Hiện nay đó là cái biểu hiện mà như cô nói đó, tạm chấp nhận là thật đi, thì nó gồm có hai năng lực. Đó là năng lực trị một số bệnh nhỏ thôi, chứ không phải là tất cả các bệnh, ở một mức độ tương đối. Và cái biết được ở một số con đường, ở những nơi mà mình chưa đặt chân đến, thì năng lực này nó sẽ không tồn tại lâu đâu, nó sẽ mất. Nhiều nhà ngoại cảm đã vì cái sĩ diện và cố tình, đó là muốn dư luận đề cao về mình, cho nên năng lực đó có thể đã mất 30 năm trước, không còn nữa ở 20 năm trước, 10 năm trước, 5 năm trước, 3 năm trước, nhưng vẫn đang đóng vai như thể là mình của cái thời điểm huy hoàng đó. Và đó là một sự dạy dỗ. Người ta có thể phanh phui ra những câu nói hớ, những lời phát biểu là hơi bị thiếu kiểm soát tâm ấy, để làm cho cái uy tín mất hết. Là một công dân á, ở một quốc gia chúng ta phải tôn trọng luật pháp của quốc gia đó, luật pháp Việt Nam của nhiều nước trên thế giới. Nếu chúng ta không có bằng cấp thì không nên làm về ngành y, dù mình có năng lực điều trị bệnh. Nếu mình thích cái công việc này, nó mang lại niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe cho người khác, thì cố gắng đi học lương y vài ba năm để có được cái bằng cấp hợp pháp hóa. Và bằng cái năng lực đó, với cái sở trường kiến thức đông y đó, chúng ta sẽ có thể làm được nhiều việc mà các đông y khác không làm được. Còn tây y thì đòi hết thời gian nhiều hơn. Còn bằng không á, khi chúng ta biết, chúng ta cứ tư vấn họ và khuyên họ đến các bác sĩ có y đức, để không phải trả giá cho các dịch vụ y khoa quá nặng tiền, mà vẫn có thể phục hồi sức khỏe nhanh và có được sức khỏe tốt. Còn cái kiến thức biết được một số cái con đường thì chỉ là cho tài xế taxi, nó không có gì quan trọng. Thì đó, chúng ta chỉ cần mở cái phần mềm iPad, iPhone hay là các điện thoại smartphone thông minh, chúng ta đều có chức năng đó. Phần mềm nó chỉ mình hết, và phần mềm này nó cập nhật trực tiếp từ hệ thống vệ tinh, như là các cái navigator, như là xe hơi, hệ thống navi của nó rất là tốt. Chỉ cần đặt địa điểm xuất phát, địa điểm đến, bấm một cái, nó sẽ cho chúng ta biết là có bao nhiêu đường đi, và nó tính luôn được là đường đó cho bao nhiêu cây số. Nếu không có bị kẹt xe đó thì thời gian mình đến là bao lâu, rất chuẩn xác. Lạm dụng cái ký ức và cái trí nhớ của mình đó, nó không tốt bằng là sử dụng cái hệ thống Navi này
để cái bộ não đó làm những việc cao quý hơn, có giá trị hơn. Cho nên đó, rất nhiều người có được sơ sơ một vài cái năng lực ngoại cảm tình cờ, nhưng lại quá quan trọng quá về nó, làm cho nhiều khác, nhiều người ta tin vào mình. Và nếu không biết dừng lại đó, thì cái sự đề cao của người khác về bản thân mình đó, sẽ làm cho mình đó, mất kiểm soát. Và mình tuyên bố hay là hành động những lời mà sau này mình có hối hận đó, nó cũng không còn kịp được. Năm 2014 này đó, thì đó là cái năm sát thủ của các nhà ngoại cảm. Là các cư dân ở miền Bắc thì các quý Phật tử đã thấy rồi, vụ chết của cô Huyền do thẩm mỹ viện cắt tường. Bao nhiêu nhà ngoại cảm tới tuyên bố thế này thế mọi kia, toàn bộ là tuyên bố trật lắc hết. Có đúng đâu. Và nhiều nhà nghiên cứu về năng lượng học hay là điện từ học hay là nhân điện cũng tuyên bố là xác nằm chỗ này chỗ kia, tìm cũng trớt quất chẳng thấy đâu hết. Bây giờ mới phát hiện ra. Và cái phát hiện ra đó là do những nhà điều tra được người dân chỉ điểm đó. Người dân ta tình cờ phát hiện được chỉ điểm. Chứ còn những nhà ngoại cảm, những nhà nhân điện, những nhà nhân vật nổi tiếng về các lĩnh vực này đó, gần như là đều bó tay chấm cơm. Đó là con người thật việc thật đấy. Có những cái trường hợp mà chết trong chiến trận thì cái sơ đồ mộ trí ở bên quân đội ta có hết. Việc mà tìm hài cốt tập thể rất là dễ, vì dựa vào cái sơ đồ mộ trí đó chúng ta có thể biết là nó nằm ở đâu, khoanh vùng nó, loại trừ, rồi từ từ chúng ta sẽ tìm ra. Nay không được chỗ này thì mai chỗ kia. Nhưng mà tìm hài cốt của các cá nhân á là rất khó. Với cái tên tuổi đó và xác định ADN nó ứng khớp với cái người đó là rất khó. Mà phần lớn đó, người Việt Nam chúng ta chỉ có tin thôi, chứ không có cái kiểm định khoa học. Cho nên tưởng rằng là mình đang tìm được hài cốt thật của người thân mình, chứ thực tế là đang thờ xương heo, xương bò, mảnh sành, gạch vụn, đất sét rồi thôi. Đó là một cái nỗi đau rất lớn. Cho nên đó, là những người Phật tử, chúng ta quay trở về với phương pháp truyền thống của Đạo Phật dạy, đó là cầu siêu. Sau khi chết đó, chúng ta mong cho hương linh được siêu thoát. Còn việc tìm được hài cốt thì quá tốt, để cho mình khỏi phải rai rất lương tâm. Nhưng mà không tìm được cũng chẳng sao, vì cái thân thể cái còn sống này mình còn không quan trọng, huống hồ là cái thi thể còn lại là tro xương thôi, có gì đâu mà phải quan trọng. Và do đó chúng ta cũng không nên tin vào các nhà ngoại cảm, vì 100 chuyện họ nói đôi lúc chỉ có 1-2 chuyện đúng, còn lại là cường điệu bơm phòng đó. Rất nhiều người cứ lấy nhà ngoại cảm làm hệ quy chiếu chân lý, họ nói cái gì là tin cái đó, đó là mê tín đó. Nhà ngoại cảm có phải là người thánh đâu, họ vẫn người phàm. Cũng là vui mừng buồn giận yêu ghét muốn giống như bao nhiêu người khác đó. Còn trước khi tin họ đó, chúng ta phải kiểm định khoa học, giám định khoa học. Nếu đúng thì chúng ta tin, và không đúng thì chúng ta không tin. Ở đây chúng ta không có phủ định vai trò ngoại cảm trong tìm mộ cốt, nhưng chúng ta không nên tin những gì mà chúng ta chưa có kiểm định, chưa có kiểm chứng. Vì điều đó vừa trái với khoa học và vừa trái với cái quan điểm tri thức của Đạo Phật. Xin đi hỏi các câu hỏi của một Phật tử. Con xin được thay mặt cho Phật tử đó đọc cái câu hỏi để thượng toàn giải đáp. Kính bạch thượng toàn, con được nghe các sư Nam Tông giải thích về hiện tượng ngoại cảm, nhập hồn, ác vọng. Đó là do có một cõi Atula mở hoặc quỷ thần đang tồn tại và họ có thần thông. Họ tồn tại hàng trăm nghìn năm nên họ biết và nhớ rất nhiều chuyện của quá khứ. Do nhân duyên với ai đó, họ dùng thần thông để điều khiển tâm thức người đó, bắt người đó phải làm theo ý họ để thỏa mãn một điều gì đó. Lời giải thích này con vẫn thấy chưa thỏa đáng. Kính bạch thầy, kính mong thầy giải thích cho con và các Phật tử về hiện tượng ngoại cảm, đẹp hồn, ác vong ạ. Con xin tạ ơn thầy. Tài của các Phật tử có mặt đó cho thấy
thấy đó là cái người đặt câu hỏi là có trình độ Phật học tốt. Vì giải thích mê tới như thế làm sao thỏa đáng được. Đã từ lâu ở Trung Quốc và một số nước Nam Tông á, dịch Asura đó là thần linh. Do vì dịch là thần linh đó, cho nên người ta ngộ nhận rằng đó là cái cảnh giới Atula đó là có thể sống đến là hàng thế kỷ và không đi tái sinh. Theo nghiên cứu của chúng tôi đó, thiên là con người ngoài hành tinh, Atula là con người ngoài hành tinh và nhân là con người trên hành tinh chúng ta đang sống. Đây là ba cấp độ con người có ba loại phước báo khác nhau. Chứ không phải chư thiên là có cánh bay, Atula là thần, con nhân là thiên, là nhân là con người. Vũ trụ luận được Phật giáo dân gian Trung Quốc và Việt Nam đó mô tả đó là bao gồm mà các cái tầng trời, mỗi một tầng trời đó nó nằm trên một lớp mây. Đó là mê tín. Trong vô số các dải thiên hà ngân hà đó thì cũng có các cái hệ mặt trời, trong đó có các hành tinh có sự sống con người. Đức Phật khẳng định điều đó. Trong kinh tạng Pali đó thì có một số đoạn mô tả là có những cái cuộc chiến tranh xảy ra giữa thiên và Atula, mà phần lớn kết quả phần thắng đó dành về phía chư thiên đó. Lý do được đưa ra đó là gì? Atula được mô tả là nữ thì đẹp tuyệt trần mà nam thì xấu xí, giận dữ, nóng tính. Đang khi các chị em nữ Atula thì thương đàn ông chư thiên vì chư thiên đẹp trai quá, và đàn ông Atula từ đó mới ghen tị và ganh tị. Mà người đang nóng tánh thì khó làm chủ được bản thân mình, cho nên trong các cái cuộc đấu đó thì chư thiên là điềm tĩnh hơn, cho nên phần thắng đó luôn luôn đứng về phía họ. Do đó không thể nói cái hiện tượng áp vong nhập vong đó là do các thần Atula là có cái thần lực trải qua nhiều kiếp sống đó, muốn chi phối ảnh hưởng gì đến con người hiện tại thì ảnh hưởng, chuyện đó là không có thật. Theo quan điểm Phật học đó, thì không có chuyện hồn ma nhập vào trong một con người, không làm gì có chuyện đó. Do đó cũng không có chuyện áp vong để bắt một hương linh nào đó phải mượn xác của một cơ thể nào đó để nói những điều mà hương linh đó đang nói. Người nổi tiếng nhất về lĩnh vực này đó là cô Nguyễn Thị Phương ở Hàm Rồng, Thanh Hóa, chúa tể của áp vong tại Việt Nam. Chúng tôi chưa trực tiếp chứng kiến bất cứ một cái buổi làm nào bởi cô Phương này, nhưng về phương diện Phật học á, là áp vong á, là không có thật. Còn cái hiện tượng á, biết được cái sự kiện diễn ra trong một gia đình rồi mô tả một cách đặc tả về những điều đó mà chỉ có người trong cuộc mới biết được, người ngoài cuộc thì không á, là những hiện tượng có thật. Dân gian Việt Nam á, gọi nôm na đó là năng lực ngoại cảm. Đạo Phật gọi đó là năng lực siêu giác quan. Một số người có được năng lực đó tình cờ, chứ không cần phải do tu tập gì hết á. Chúng tôi đã có hai lần tổ chức hội thảo ngoại cảm với tư cách là đồng trưởng ban tổ chức tại hội trường quân khu 7 ở thành phố Hồ Chí Minh, có phối hợp với một số nhà ngoại cảm và một số nhà nghiên cứu tiềm năng con người. Mục đích của việc tổ chức này đó
là chúng tôi muốn cắt tiếng nói Phật giáo về vấn đề này và góp phần giúp cho các Phật tử đó tránh được các lý giải và các hiện tượng mang tính mê tín dị đoan. Tiềm năng con người là vô tận, không ai có thể phủ được điều đó. Do vì cái tiềm năng vô tận đó mà rất nhiều nhà nghiên cứu tìm ra con người đó đã tin vào các cái giả định chưa có thông qua sự kiểm chứng. Họ đang lấy một giả thuyết thôi. Đây là phương pháp tìm hài cốt bằng áp dông, phương pháp tìm hài cốt bằng đối thoại với hương linh để nhờ hương linh đó chỉ điểm cái hài cốt của mình đang nằm ở chỗ nào. Thực ra đó là những cái học thuyết của các nhà nghiên cứu về tiềm năng con người thôi, chứ còn khả năng thật của nó không có. Đa khi một số nhà có năng lực và cảm đặc biệt đó đã cảm nhận được điều đó, tái dựng lại lịch sử ở trong một bối cảnh nào đó một cách rất là tình cờ thôi và chuẩn xác, có thể cung cấp thêm một vài thông tin mà đưa vào đó tạo ra cái manh mối để tìm ra được các hài cốt đã mất tích. Mà trong thời gian 3 thập niên qua đó, khi hiện tượng ngoại cảm được nở rần rộ ở Việt Nam, hầu như là chúng ta chưa nghe báo chí nào chính thức đề cập đến nhà ngoại cảm A, B hay là C có công phát hiện ra hài cốt này nọ, toàn là lời đồn thổi thôi. Năm 2014 này đó thì cũng có một nhà ngoại cảm nổi tiếng nhất của Việt Nam bị phanh phui về những cái dữ liệu mà nhân vật đó đã công bố rằng là phát hiện ra hài cốt tập thể mấy trăm hài cốt ở Phú Quốc, qua hai lần tìm kiếm nâng lên thành 1000+. Thì khi ta tới phỏng vấn bí thư tỉnh, chủ tịch tỉnh thì ta nói là cái thời gian làm việc đó có nhân vật đó đâu, chúng tôi có nhờ đến đâu, chúng tôi có mời đến đâu, toàn bộ là chúng tôi đưa vào cái hồ sơ mộ trí của quân đội cung cấp và làm khoanh vùng. Mấy năm trước, những thế hệ trước ta đã làm rồi, ta khoanh vùng ở vùng đó không tìm ra thì tiếp tục ở vùng này tìm lại, làm hoài thì từ từ cũng phanh ra được thôi. Như vậy đó, những sự đồn thổi trong dân gian Việt Nam đó, nó dẫn đến nhiều cái hậu quả lớn. Người ta đã cương điệu hóa và thánh hóa các nhà ngoại cảm có năng lực siêu phàm thoát tục, và thậm chí người ta cho rằng đó là các nhà ngoại cảm đó như là thánh sống vậy, mà trên thực tế thì không. Do đó nói tóm lại là theo Phật giáo, sau khi chết con người phải tái sinh ngay lập tức, chậm nhất là 49 ngày. Cho nên nhà ngoại cảm nào nói rằng là tôi đối thoại được hương linh A, B, C, chết nay là 50 năm, 70 năm, 300 năm, 500 năm là nói dối, không có sự thật đó. Vì những cái không nhìn thấy được cho nên người ta dễ tin, vẽ con mèo con chó thì khó vẽ, bởi vì ai cũng biết là vẽ đó đúng hay không. Còn vẽ một con ma đó là dễ vẽ, vẽ những cái không có thật mà, thì ai mà kiểm chứng được. Khoa học á, là dựa vào dữ liệu hiện thực, nương vào các bằng chứng. Phật học cũng dựa vào dữ liệu hiện thực, vì Đức Phật dạy là giáo pháp của Ngài là thiết thực hiện tại, không có nói cái chuyện mà lơ tơ mơ. Cho nên là chúng ta một mặt á, tôn trọng các nhà ngoại cảm chân chính có những đóng góp tích cực nhất định, nhất là cái đóng góp cho những người không tin vào kiếp sau, tin rằng chết không phải là hết. Nhưng đồng thời chúng ta cũng không nên dễ dãi tin theo tất cả các thông tin liên hệ đến thế giới ngoại cảm, bởi vì phần lớn các thông tin này là được cương điệu cấp số nhân và thiếu kiểm chứng. Còn theo nghiên cứu của chúng tôi đó, cho đến thời điểm hiện nay hình như là chỉ mới có tìm được hài cốt của cụ Hà Quy Tập. Và cụ Nguyễn An Ninh
là bởi vì đây là hai nhân vật lãnh đạo to lớn của đảng. Mấy chục năm mà biết bao nhiêu người cùng tham gia tới tìm kiếm mà mới tìm được có hai bộ hài cốt thôi, có giám định y khoa ADN đàng hoàng, còn cái còn lại có giám định đâu, thì làm sao mà biết là cái là đúng hay sai được. Chỉ cần lấy thế giới còn sống để đánh giá thôi thì chúng ta biết là tìm một cái người đã chết lại càng khó hơn. Hàng năm á, hàng ngày chúng ta thấy là trên các phương tiện truyền hình và báo chí đều đưa tin là tìm người thất lạc. Đó là có người thật, có hình ảnh, có tuổi tác, có năm sinh, có những cái đặc điểm mô tả để nhận dạng. Mà bằng các phương tiện như thế này, ta thông báo rộng rãi như thế kia mà đôi lúc còn không tìm ra được. Còn các hương linh á, thì hầu như chết không có để lại hình. Với người còn sống mà tìm còn chưa ra, người chết là tìm ra, tái sinh mất đất rồi đâu mà tìm ra. Ai mà nói là tìm ra được cái hương linh A, hương linh B, hương linh C là nói dốc hết á. Nếu như người thân của chúng ta chết cách đây 5 năm thì ông ấy bà ấy đã tái sinh là một thiếu nhi 4 tuổi rồi. Còn đâu mà tìm, cái xương đó trở về với cát bụi. Có những cái xương đặt ở một cái vị trí khô ráo thì có thể tồn tại 20 năm, 30 năm, 50 năm. Nếu đặt trong một cái hòm tốt có thể tồn tại vài trăm năm. Nhưng mà việc tìm được cái hài cốt đó không có nghĩa là hương linh đó chưa được đầu thai, hương linh đó đang tiếp tục tồn tại. Hai cái này là hoàn toàn khác nhau. Do đó người tu học Phật đó, sau khi làm lễ tống táng cho người thân của mình, hãy khép lại mọi nỗi đau, tái hòa nhập lại cộng đồng để sinh hoạt bình thường trở lại. Còn các giấc mơ nhìn thấy hay được báo mộng, đó chỉ là cái phản ứng ức chế tâm lý của tình thương giữa chúng ta và người quá cố trong một mối quan hệ đặc biệt. Thì chúng ta tự dựng ra những các hình ảnh đó. Đứa con đó, mơ thấy mẹ khác với vợ mơ thấy chồng. Con trai mơ thấy mẹ đã chết khác với con gái mơ thấy mẹ đã chết. Còn nếu là dữ liệu hiện thực đó, chỉ có một nội dung giống nhau thôi, chứ không thể có khác. Nếu mà thấy đó là phải thấy giống nhau là mới là hiện thực. Còn mỗi người thấy một kiểu có nghĩa là do chúng ta tự tưởng tượng ra trong mối quan hệ giữa chúng ta và người quá cố, chứ không có hiện thực. Nói tóm lại là đạo Phật không tin một cách tiểu vong vào những thứ này. Con người chết là có thật, tái sinh là có thật, hiện tượng ngoại cảm tìm kiếm phát hiện là có thật, nhưng phải qua kiểm định chứ không thể qua những cái lời tuyên bố mà không có các bằng chứng. Xin được hỏi khác. Đại biểu hay là một người nghe ạ, cái việc phải giữ tâm từ bi ở trong lòng rất là quan trọng. Nhưng mà trong một quá trình tu tập của con thì con thấy mình tu tập hỏi có thấy là cái tâm của mình, cái tham sân si ạ, nó có thiên giảm rồi, thiên giảm rất là chậm. Thì là mọi người có thể phát cho một cái cách như, là mình có thể làm thế nào để cho cái tâm từ của mình nó và ngày càng tươi mới, hay là nó tức là nó phát triển một chút để không bị những cái ngoại cảnh bên ngoài đó là mình trở nên tức là cái ngoại cảnh nó tác động là cho mình là không thể nào mà nuôi dưỡng được cái con người tốt bên trong mình nhỉ? Anh đẹp bạn. Cái lời mà tiến bộ nhanh đó là mình thành thánh hết rồi. Lạc hết rồi. Thói quen xấu, cá tính xấu của chúng ta đôi lúc lên đường mình gieo trồng mấy chục kiếp. Bây giờ mình mới làm Phật tử được có vài năm, thì mình có các thói quen đó giống như mình lấy đục mình đục vô với cái tảng đá vậy đó. Nếu mình đục không đúng cái đường của đá đó, thì nó không có mở ra, nó không có cái gì thì giờ. Cho nên muốn chịu khóa thói hư và phát triển được năng lượng từ bi thì chúng ta phải làm đúng cách.
Thì về cái chuyện có tham sân si nó quá rộng, chúng tôi không có thời giờ để nói hết được. Riêng về cái năng lực từ bi đó thì xin hướng dẫn các bạn như thế này: người nào có thói quen quá nóng tính, vội vã, bốc đồng, dùng dạng để vượt qua được nó đó, thì chúng ta phải học năng lực từ bi như sau. Điều một, nhận thức rõ các cái thói hư tật xấu của những người ganh tị mình, chu nhập mình, phá đám mình, gây những cái tổn hại trực tiếp về gia đạo đức của bản mình, là cái phàm tính của con người đó. Ai cũng có thể bị chứng phải. Thay vì buông nhận họ đó, thì chúng ta hãy tội nghiệp họ. Thay vì trả thù họ, thì chúng ta hãy mong mỏi làm sao cho họ vượt qua được cái cách xấu đó, để mình không phải duy nhất là nạn nhân, và những nạn nhân khác đó cũng có cơ hội để vượt qua. Và bằng cách này đó, chúng ta không tạo ra một cái vết hằn tâm lý ở trong nhận thức của mình rằng đó là kẻ thù, đó là kẻ nguy hại, cho nên đó, chúng ta dễ dàng bỏ qua và giúp cho người đó cải hóa được. Điều hai, giải quyết cái hận thù đó thì theo đạo Phật đó, là bằng năng lượng từ bi thôi. Và để thực hiện năng lượng từ bi đó, cái Phật dạy chúng ta trước khi đi ngủ đó, quán tưởng năng lượng từ bi đang tỏ ra từ cơ thể mình đến với những người thân, những người mình mang ơn, những người mà nhờ họ chúng ta có được hạnh phúc. Cho đó mình liên tưởng cái năng lượng từ bi này nó đang chiếu soi và chạm đến những người có quan trái, quá kết, hạnh thù và quan hệ lạc với mình. Và lúc quán tưởng cái sự va chạm của năng lượng từ bi với cơ thể của họ đó, chúng ta hình dung rằng là cái cục tù đang bị sụp xuống, dây sợi xích bị chặt đứt đi, ổ khóa được mở tung ra, cánh cửa đó đang mở rộng. Và bằng nhận thức đó, bằng tiến trình hình dung đó, chúng ta mong rất rõ rằng là ăn quán giang hồ giữa tôi và đương sự A, B, C kết thúc từ đây. Thì bản thân mình đã tháo gỡ cái quan kết rồi, còn đương sự đó, có nỗ lực để làm việc nó tương tự trong đó là một chuyện khác. Nhưng ít xa đó là trong cái mớ rắc rối này đó, chúng ta không tiếp tục nối tay với cái ông quán đó nữa. Và nếu còn chân đó, thì cái ông quán đó chỉ diễn ra một chiều ở cái kẻ xấu đó. Điều ba, trong tình huống nỗ lực có phương pháp, cái muốn làm tức là bản thân mình đã muốn làm cái vấn đề được kiếm xuôi mà chó chẳng có dừng, tức là người khác vẫn tiếp tục gây hấn nữa, thì chúng ta phải hết sức điềm tĩnh và không tài năng làm thế chức năng luật pháp, lại càng không tài năng làm thế chức năng nhân quả. Các bộ phim võ lâm của Trung Quốc và phim hành động của Hollywood Hoa Kỳ thường xúi dục người xem là hãy giải quyết theo dạng giang hồ, chờ luật đó, không biết khi nào mà luật đó bị đụng độ, cái công bằng xã hội bây giờ có thật, chứ có ở mức độ không có thật. Cho nên chúng ta xem những bộ phim đó dễ bị kích thích và dẫn dắt để có những cái hành xử tương tự. Làm thế chức năng của luật pháp, chúng ta sẽ bị nghiêm trị. Chỉ có nỗ lực nhờ một luật sư có kinh nghiệm về lĩnh vực tháo mở để có thể biện hộ và quyết định cái quy lệ chính đáng, và đó mà chúng ta có được cái công bằng xã hội. Sau khi đã nỗ lực hết mình rồi mà bị thất bại, chúng ta chỉ cần khởi một cái nhận thức rằng là người ta có thể qua mặt luật pháp
có thể lúng đổ được luật pháp bằng hối lộ, bằng bao che, bằng ô nhục, bằng tình thân, bằng các cái bánh khóe, nhưng không ai có thể lừa đảo vào qua mặt được luật nhân quả. Nhận thức này, ít nhất chúng ta có được một cái an ủi rằng là tôi không phải là nạn nhân, kẻ xấu đó sẽ được trừng phạt. Nếu không lúc này thì ở lúc khác mà. Cho nên là đối diện trước các mắt con đó, thì người Phật tử không nên giữ sự tĩnh lặng, cũng không nên là chịu đựng tiêu cực. Cái chữ nhẫn nhục thực ra là một cái dịch từ sai của các dịch giả Trung Quốc đối với thuật ngữ được Đức Phật dạy trong tiếng Pali và Sanskrit. Dịch từ đó đúng đó, đó là kiên nhẫn, tức là thái độ chịu đựng tích cực trước các nghịch cảnh, chứ không phải là nhẫn nhục. Nhẫn nhục chính là cái chịu đựng những lời thóa mạ, những hành động thóa mạ. Còn đây là nhẫn chịu tích cực trước môi trường sống, rồi trước cái khủng hoảng, trước những cái tan thương tàn ác, trước những cái khó khăn, trước cái hậu thời tiết không thích hợp, vân vân. Nó nhiều hơn khác lắm. Điều 4, thường xuyên niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Và khi niệm đó, chúng ta đi là một quyết tâm rằng là con sẽ vượt qua được những khó khăn lớn nhất về vấn đề thù hận này, quan trái này, và mong làm sao ở trong kiếp sống này nó con sẽ kết thúc được mặt. Và đồng thời mình cũng tin rằng là nhờ sự soi sáng của Phật pháp đó, chúng ta sẽ mạnh dạn tiếp cận họ, giao lưu với họ, chia sẻ với họ để vượt qua, hoặc nhờ người có uy tín đối với những người nghi hoặc trái với mình tác động tích cực, nói tích cực để làm sao cho đương sự hiểu và biết dừng lại, đừng để quá muộn khi quả số bắt đầu trổ. Cuối cùng đó, sau khi đã nỗ lực hết rồi mà vẫn không có kết quả, chúng ta vẫn bị nhiều cái sự tấn công phá phách, thì câu hỏi của chúng ta là gì? Hãy qua hãy chấp nhận đấy. Kẻ nào xấu thì kẻ đó phải trừng phạt bằng luật pháp và bằng nhân quả thôi. Thì câu hỏi của chúng ta là gì? Không nên bận tâm vào nó, cứ tiếp tục đi tới phía trước, hoàn thành cái nhiệm vụ của mình, cái sự kết phát xã hội gia đình mà mình đang đi, đang chịu đựng. Chứ đừng vì cái chuyện không đáng đó mà ảnh hưởng đến tâm trạng, thái độ sống cho các vấn đề còn lại của chúng ta. Nói cách khác là không phải nỗ lực chịu quá ăn quá nào nó cũng hết được nha, và lúc đó không hết được. Bây giờ Đức Phật còn bị quan trái với Đề Bà Đạt Đa, rồi bị du quan giáo họa đủ thứ hết rồi đó. Còn đối với các việc mình bất mãn, không hài lòng, không đồng tình, để vượt qua cái cơn giận tức này đó, thì chỉ có hít thở không khí, vì cái lượng oxy đưa vào trong cơ thể đó, nó sẽ làm cho máu được tư nhuận, nên lo mặt nó được làm mới, hệ thống kháng thể được kích thích, nó làm cho chúng ta thư thái đi. Rồi chúng ta quán tưởng đến hiện tượng gió thoảng mây bay, để không lưu giữ lại các cái hình ảnh xấu, ám ảnh xấu, những cái ấn tượng tiêu cực ở trong não chúng ta. Không có chấp kẻ xấu, không xem họ là tác nhân gây ra nỗi khổ niềm đau cho ta, không xem mình là nạn nhân của các cái nỗ lực tiêu cực này. Do đó chúng ta bỏ qua, tha thứ rất là dễ. Đồng thời cũng quán tưởng đến hiện tượng nước chảy, nước mà chưng lại một chỗ dẫn đến tù động, thì tù động nước đó sẽ bị rêu hóa, tạo ra mùi hôi thối và không mất đi cái giá trị sử dụng. Là khi nước mà có lưu lượng chảy thường xuyên thế này đó thì mà có giá trị được. Nước không dừng lại một chỗ, nước không lưu giữ mất một hình ảnh nào ở trên đó, một đàn chim bay ngang qua, sau đó kết thúc,
không có hình ảnh nào được lưu giữ lại ở dưới mặt đất. Thì Phật tâm chúng ta cũng giống như dòng nước chảy, những hành động, những cái ứng xử, những điều gì đó không làm cho mình hài lòng bởi một người nào đó hay một tập thể nào đó, hãy xem nó như là nước chảy thôi. Thì bằng cách đó đó, chúng ta sẽ làm mới mình mỗi ngày, và cái năng lượng từ bi đó sẽ lớn dần. Từ đó chúng ta nêu cam kết là thay vì con chỉ có nguyện ước từ bi, tâm trạng từ bi, thì con xin làm các hành động từ bi giúp người cứu đệ trong cái khả năng, trong điều kiện cho phép của mình. Thì bằng cái thực tập này đó, thì cái cơn giận tức rồi khó chịu vân vân đó sẽ dần dần được khắc phục và vượt qua. Còn về phương diện vượt qua cơn giận tức sân hận đó hay là thù hằn đó, thì các quý Phật tử có thể lên trên trang web google.com gõ vào hai tác phẩm của thầy để tham khảo thêm. Thứ nhất là chuyển hóa sân hận, thứ hai là không có kẻ thù và cạnh tranh thích nhật từng. Thì sẽ có hai cái tác phẩm dưới dạng PDF được xuất hiện. Còn ai có smartphone hay là iPad và iPhone đó, thì có thể vào cái phần App Store để cái chữ thích nhật từng xuất hiện ra một cái màn ảnh, chúng ta bấm để nạp vào trong máy. Chúng mình 15 phút đó, thì khoảng 60 tác phẩm của thầy sẽ được xuất hiện. Và lần cần gì đó chúng ta sẽ bấm vào sách thích chương từ, chọn lấy cái tác phẩm mình cần đọc và đọc những thứ mà mình cần muốn tìm hiểu, thì có thể giúp chúng ta tìm hiểu thêm về cái nghệ thuật vượt qua cái cơn giận dữ, bực tức, khó chịu vốn nó làm trở ngại cho việc phát triển năng lượng từ bi ở bản thân. Kính chúc tất cả được an lành. Âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhật từ @yahoo.com, website buddhismtoday.com, tủ sách Phật học.com.